cấy chỉ hải thượng lan ông, sẽ cấy chỉ cho bệnh nhân Lê Thị Duyên, mắc hội chứng thắt lưng hông. Tại vùng cột sống thắt lưng của con người, luôn có các rễ dây thần kinh tủy sống, phân bổ từ L1 đến L5, liên kết mật thiết với nhau. Do đó, khi cột sống hoặc đĩa đệm ở vùng thắt lưng xảy ra tổn thương, các rễ dây thần kinh này cũng sẽ bị tổn thương. Lúc này, xuất hiện hội chứng đau thắt lưng hông. Như vậy, hội chứng thắt lưng hông là tổn thương phối hợp của bệnh lý cột sống thắt lưng và bệnh của dây thần kinh hông to, thần kinh tọa, gây nên tình trạng đau đớn, khó chịu, ảnh hưởng đến vận động của người bệnh. Có rất nhiều nguyên nhân gây nên hội chứng đau thắt lưng hông. Trong đó, phải kể đến một số nguyên nhân chính như sau. 1. Nguyên nhân cơ học, đau thắt lưng. Từ nguyên nhân cơ học, có thể do bong gân, tổn thương ở vị trí cột sống thắt lưng, bê vật nặng, vận động sai tư thế. Hội chứng này thường thấy ở những người tham gia các hoạt động thể thao mạnh ở vùng cơ lưng hay khuân vác, hay đơn giản là do ngồi sai tư thế lâu ngày. 2. Do viêm cột sống dính khớp, một số trường hợp xuất hiện hiện tượng đau thắt lưng về sáng hoặc đêm kèm theo vận động cột sống khó khăn thì đây rất có thể là dấu hiệu của bệnh viêm cột sống dính khớp. 3. Thoát vị đĩa đệm, những áp lực khi nhân nhầy đĩa đệm cột sống thoát vị sẽ gây kích thích và viêm rễ thần kinh. Theo thời gian, khi bao sơ ngoài đĩa đệm bị rách, dịch tràn từ đĩa đệm ra ngoài tạo nên áp lực, chèn ép các rễ dây thần kinh, khiến lưng hông bị đau. 4. Yếu tố nguy cơ, hội chứng thắt lưng hông cũng có thể xuất hiện do các nguyên nhân khác như tuổi tác. Tuổi càng cao, tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Bệnh lý cột sống, thoát hóa khớp, thoát hóa cột sống, dị tật cột sống bẩm sinh, chấn thương, nhiễm trùng, hẹp cột sống. Các căn bệnh trên là một trong nhiều căn bệnh xương khớp dễ bị mắc phải hiện nay. Căn bệnh này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống người bệnh. Hiện nay, phương pháp cấy chỉ cắt hút đang được nhiều chuyên gia xương khớp đánh giá là một trong những phương pháp hàng đầu bởi tính ứng dụng cao, hiệu quả điều trị lâu dài, không gây ra biến chứng sau này cho. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.